Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp về phương án sắp xếp tổ chức lại bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh và chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Theo phương án do Sở Nội vụ xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, dự kiến sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức lại khối quản lý hành chính, toàn tỉnh sẽ giảm được 5 ban chi cục, 34 phòng thuộc sở, giảm 63 cấp trưởng phó phòng. Khối sự nghiệp sẽ giảm được 6 đơn vị, 62 phòng và tương đương, giảm 19 cấp phó. Khối Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố sẽ giảm 10 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 19 cấp phó. Kết luận nội dung này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhất trí với phương án tổ chức lại và sắp xếp số lượng cấp phó ở 19 đơn vị sở ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với các huyện, thị xã, thành phố, nhất trí việc sát nhập các trung tâm văn hóa thể thao và du lịch với các đài truyền thanh cấp huyện. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng thống nhất chủ trương sát nhập phòng y tế vào văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. Việc thực hiện sẽ do các địa phương căn cứ vào chủ trương và tình hình thực tiễn để có kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể. Về dự thảo chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, các đại biểu thống nhất quan điểm đặt ra một số chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu cao hơn mức Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Kết luận nội dung này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trên cơ sở đó, các sở ban ngành địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Về giải pháp thực hiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành cần xây dựng ngay quy trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là giải pháp nhằm triệt để công khai, minh bạch thủ tục hành chính, góp phần mạnh mẽ cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI.